chết. Ui cho mắt khá chơi luôn. Đó, rồi quay đây. Cái cá rô. Nắng cầm thùng nha. Hay dập mà. Nắng đấy. Hay, để thùng chút xuống. Còn cá. Còn cá kìa. Ốc lát kìa. Nướng liền luôn, hôm nay nằm trong lạp có ăn uống được gì đâu chứ. Trời ơi, nay không còn gì nữa bụng. Đi, đi nước cho mát cái gì nè. Đi mát không à. Con đứng ngay đi. Ý. Con gì vậy? Thấy con gì không? Thế cơ. Cái gì? Trời ơi, bỏ đi. Nghe lượm. Đây, 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 nướng đủ ăn rồi đúng không? Ống nhôm luôn rồi. Đầu nay ống nhôm này, này nó mập tới hồi này được nè. Đậu nó nhôm nhắc luôn rồi. Giờ nó ốm nhôm hình vậy. Đây này nó mập tới ngoài cái mí luôn này nó ốm mà không còn gì. Nó bò lên kìa. Thì. Ôi ôi, má ơi ốc kìa. Ôi ôi, cái này nướng là hay chùa ngốc bự. Trời ơi, má ốc, ốc dữ vậy. Ốc không à? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Quay cái ốc. Hai trang nhà nó kiếm tiền cái tới thịt chim kìa. Bấm lại chưa? Khác à. Ốc không. Nhớ nướng ăn đủ luôn rồi. Hay như ta ra muốn thôi. À. Mát quá. Cái kinh nè, nước quá trời. Đẻ hả? Nó có lớn. Ồ, cái lỗ bự vậy. Có bọt hồng rồng rồi kìa quỷ. Nữa hả? Nó con bự con lớn rồi. Này nướng ăn mập mặt luôn. Trời ơi. Nó vừa. Ừ. Nóng rồng. Con ốc nóng rồng chứ đâu có về. Trời ơi, thành một thùng ốc luôn chứ mấy con. Con ốc chết, xúc quá. Thứ gầm luôn. Không hào rồi. Không biết nữa. Xúc quá. Con còn chết á. Con chết với con nào. Ốc chết rồi, xương thối luôn á. Bao thối luôn. Không biết con nào luôn. Thôi rầm luôn. Không biết con nào luôn, khú quá. Đây, chấp mấy. Hai cái nữa đó. Hầm tám hả? Ừ. Chốt luôn đây cho nó để xương sỏ. Cái này mấy cái lẩu hay gọi mình thấy đu rồi. Lát ở xuống đây nè.
Thật đứng rồi nè, nó văng rất là vừa thấy chưa. Nước chỉ sao mà nào không vậy, biết lậu thì nó càng quay, còn biết lậu nó sâu nè. Dám cho cái chỗ cô Sáu nó mới. Thì lúc trước cô Sáu ở đây mới kêu chỗ là cái kinh của Sáu. Lúc trước nhà bà đó đó. Này bây giờ vô kia. Nè nó lấy cái nón. Dạ. Có bông rồi đóng ngay. Đây là chuối nha. Chuối. Dí. Hả nghe tôi luôn. Dạ, để con xíu con đổ cái lọc cái con hoành hoa luôn. Để con đi dỗ cái lọc này con vòng ngay sau. Mới được con cá rô như cái lỗ mũi. Bèo xanh. Hai nó bắt được con đó nè, bự hơn con hả? Cái gì vậy? Bắt nữa hả? Tiếp từng bức. Bắt luôn. Mày trong veo là hết hết rồi. Hay chưa xuống. Cá này nó gì đâu, có con cá nữa. Chó mày mày cha tấn nó hả? Nó hả? Nghe bự rồi hả? Mua cá luôn. Nghe hao, nói đi. Còn cái nữa. Thằng này. Chỗ mà không thấy mặn chó. Cái này hôm nay có chạy không? Ừ. Cái gì? Cái đó chạy. Cái này là mình không có liên quân à, hay luôn. Sướng ha. Ngủ đã luôn ha. Mất chín. Thằng nghe thơm phức luôn á. Thì cá thơm á. Ngồi đi. Thằng biến. Đỏ ha. Sao? Có trứng để cho nở dành canh đó. Ồ, có bự vậy. Hả, đi đâu thấy đâu. Không hả, mình đi đâu thấy đâu ta. Để ý. Trời, mình có hỏi là trời.
tè lỗ luôn. Nàng mối gì chạy đâu. Có tè lỗ luôn. Nàng mối nè. Rồi nhặt luôn cái lạp rồi. Dạ. Cháu nào chảy cho nha. Bị bắt hết rồi. Không, vô thôi. Mì nè. Mì nè. Mì nè. Nuôi gà kiếm mối gì không có giờ ăn hài luôn. Nhóc. Con sao mà tí mày. Nào. Bò nó lẩu vậy. Cái gì vậy? Nó chạy vậy hắn chơi kịp. Bài. Trang lập bẫy ngoài, bỏ luôn cái bẫy luôn. Dính đá, bẫy luôn. Cái nào không có nè. Hết đâu em. Nướng cũng được. Nó có